Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Em vừa thêm một ít hàng về, đây là súp đơn 50 hầm đến từ thương hiệu là MC Show. Súp kép nẻ một chiếc, giá tốt cho các bác nào tham rẻ mà lại còn thích cái chơi kiểu là đồ nẻ. Con này đến từ thương hiệu RBX, con này cũng khá là nổi tiếng Trung Quốc. Đấy, là sử dụng cấu hình là bát 50 tới 2 cô trăm, 2 bát 50 nhá. Đánh bát mặt, thùng thiết kế theo dáng là thùng Martin. Đấy, cái này thì đọc giá luôn cho các bác hết hồn nha. Súp này bán rẻ hơn cả hàng thành gióng tại Việt Nam. Cam kết là thành gióng tại Việt Nam nếu như 50 tới 2 cô trăm, nếu bát Trung Quốc xịn. Và cái thùng như là thùng Martin ấy thì nó vào 8 triệu một chiếc, giá tại cửa hàng, tại một số cửa hàng nào đó rẻ rách nhất cũng phải 7 triệu rưỡi. Đấy, cam kết các bác là thế. Còn con này em bán giao nơi các bác, giá tại cửa hàng là có 6 triệu rồi. Ôi dồi ôi, sao rẻ thế. Gỗ dán, gỗ dán bát 50 tới 2 con trăm. Tình trạng ngày mai em quay chi tiết, bây giờ vừa về hàng. Đây, mặt sau của nó đây. Đấy, còn đây là súp đơn 50 mà xe sâu, vừa có nhiều khách đến quá. Đấy, không biết là mấy ngày hôm nay làm gì mà sao nóng khách hỏi thế. Đây là súp đơn 50 đến từ thương hiệu là MC Show. Đấy, thì hàng bãi về là trong tình trạng là tương đối đẹp nha. Con này khá đẹp đấy, không xấu đâu. Thùng sơn sần cát, hạt hơi thô hơi cứng. Sần cát hạt to nhé, không gọi là sần cát hạt mịn đâu. Sần cát hạt bé thì đắt hơn nhiều. Đấy, con này là bát 50 tới 2 cô trăm. Bát hầm đánh tiếng rất là nực, cực kỳ căng. Đấy, rất là nực, còn cực kỳ là căng nữa, nghe có vẻ rất là cuốn hút luôn. Đấy, đây là hàng bãi, là nguyên đai nguyên kiện về nhá. Chủ hàng là để kho. Đấy, MC Show này các bác nhìn này, MC Show này, MCSOV kép này, Audio System này, MC, con này rất nổi tiếng nhá, loa full MC rất đắt tiền luôn. Đấy, loa full RAM 30 mà giá nó loanh quanh, nó vào tầm em không nhầm thì giá nó đâu đó là từ 7 đến 8 củ, 7 đến 8 triệu trên một đôi. Còn đây là súp hầm 50 đơn. Con này thì hiện tại là mấy anh em ở kho là chật quá, mới thi thoảng bê ra bê vào nghịch, bắn cái bánh xe để bê ra bê vào cho tiện, đun ra đường vào. Còn đây này, khoang nắp bát của nó này, khoang tay sách. Đây là mặt nghiêng nhá, đúng là nó phải đặt đứng lên cơ. Đây thì em này đang quay rất là cập dập nên như này. Hiện tại là đang tuyển nhân sự mà không thấy nhân sự nào ứng tuyển cả. Hoành tráng. Đây, đúng của nó là phải như này. Đấy. Ui giời ơi. Đấy, đúng là nó phải như thế này. Mà xe sâu, được chưa? Nào. Ui giời ơi. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Nhìn thấy luôn cả củ tử bát này. Đấy, luôn cả củ tử bát rất là to luôn. Mà xe sâu bát 50. Thùng tình trạng còn khá đẹp. Khá là đẹp bên ngoài đây. Thùng của nó gỗ dán hay sao ấy. Tự nhiên là mấy sếp này bắn mấy cái bánh xe vào đây này. 37.000 một cái bánh xe. Cái này em mua cái loại bánh 73.000 mình chấp luôn. Rất chắc chắn nha. Đấy, đây này khoang nắp bát, cái này thì em sẽ review sau. Còn đây là cái phần hậu đằng sau, để em quay luôn cho các bác nhé. Tí nữa báo giá nhé, không việc gì có vội đâu. Mô đen của nó 808, 1200W, power 1200W này, 98 này xung quanh 8 ohm, 36Hz đến 300Hz. Úi dồi ôi, súp này, series mây của nó nhá. Đấy, series mây của nó đây. Hàng này là hàng bãi xịn nhá, không phải là hàng vớ vẩn đâu. Em cũng định là về vệ sinh quay cho nó đẹp đã xong bắt đầu mới quay lên, nhưng mà cơ bản là bận nhiều việc quá. Ôi cái điện thoại thần thánh, bắn nét mất hết nét luôn. Đấy, ok. Cái này thì hiện tại em bán sao lưu cho các bác là 9 triệu một đôi này nhá. 9 triệu một đôi, giá là 4 triệu rưỡi một chiếc. Giá rẻ như là súp gióng tại Việt Nam. Cấu hình khủng, bát 50 tới 2 côn trăm. Giá rẻ như súp gióng tại Việt Nam. 9 triệu một đôi. Đó, cùng đây, 9 triệu một đôi là hỗ trợ gửi xe được nhá, hỗ trợ bao ship gửi xe. Bởi vì cước phí gửi xe thì nó chỉ loanh quanh 500-700 nghìn một cục thôi. Đấy, thì là các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em. 9 triệu một đôi, bao ship gửi xe, gửi bưu điện này em nói luôn là các bác thêm 500 nữa em gửi bưu điện. Bán một đôi nhá, không bán nẻ một chiếc đâu nhá.
Hàng này thì các bác đừng có đòi anh mua lẻ một chiếc chú có bán không là không đâu nhá. Nói luôn đấy các bác, nhiều các bác cứ hỏi đều. Em bán hàng nó thẳng tính lắm. Cái gì vui thì ra vui, còn cái gì công việc nó chuẩn chỉnh chính xác. Đấy, còn con này thì lẻ một chiếc bán cho các bác là 6 triệu. Giá rẻ hơn dòng mới tại Việt Nam. Đấy, giá còn rẻ hơn cả dòng mới tại Việt Nam. Dòng mới tại Việt Nam nó đâu đó tầm nhẹ nhàng cũng phải trên 7 triệu đến 8 triệu. Rẻ hơn dòng mới tại Việt Nam. Giá con này là 6 triệu là cũng hỗ trợ gửi xe. Cước phí vận chuyển nó đâu đó nó tầm 6 đến 800 nghìn nếu mà gửi bưu điện. Và gửi xe một số tuyến ở xa thì em bao ship luôn cho các bác là 6 đến 800 nghìn không thèm tính luôn. Tức là 6 triệu bao ship cho các bác giá. Ôi giời còn cái gì mà tả không nhỉ? Đấy em hỏi các bác là còn cái gì tả không? Hiện tại hôm nay là báo cáo hàng về đã. Còn các bác nào muốn em test review các cái thì trong clip lần sau báo giá chuẩn luôn nhé. Không có thêm, không có bớt đâu. Đây là đấu giá mãi mới được mấy cái hàng rẻ đấy. Đấy, cái mỗi cái này nó nẻ một chiếc là thứ nhất này. Mới thứ hai là của nó hình thức nó không được tuyệt vời lắm. Lưới nó bị xước nhiều này, dỉ này. Đấy. Đấy, nhiều các bác mà thích chơi kiểu là không cần quá đẹp mà to này rẻ thì đây là cái sự lựa chọn hoàn hảo cho các bác. Nhiều các bác là thích cái kiểu ấy, tham cái kiểu ấy, không hiểu các bác nghĩ cái gì. Lưới này thì em chưa giữ ra được nhé. Thì thôi hôm nay báo cáo hàng về, chứ còn review chi tiết rồi test thử thì trong clip lần sau nhé. Đấy. Hàng về trong đêm tối ngày hôm nay. Đây là cái nắp tay sách của nó. Và một số các hàng đây là hàng thanh lý hộ anh em đám cưới. Em nói luôn đấy. Đây thì còn cái này là cái màng ni lông này. Hàng bãi về thì nhiều cái là nó sẽ quấn màng ni lông này. Đây là có cái hàng này thanh lý cho các bác này. Một số hàng này quay kén luôn nhá. Em cũng phải quay riêng cơ, nhưng mà thôi quay kén luôn. Đầu tiên với giới thiệu với toàn thể các bác là con đẩy ATI 8800. Con này thì khách mang sang đây rồi xong lại tiếc này lấy lại nhá. Con này không nói chuyện nha. Con ATI 8800 đọc giá nhanh cho các bác, giá tại cửa hàng là 3 triệu. Rẻ như cho, được chưa? Bán hộ thanh lý hộ gấp để lấy tiền mua các cái hàng bãi do bên em cung cấp. Đây là hỗ trợ trao đổi cho khách thôi. Đấy, 3 triệu con đẩy ATI 8800. Con này bê sụt lưng luôn. Nặng lắm. Thích to khỏe, giá rẻ, đếm tiền nhanh. So đếm vào tay là con này. Con này thì đánh xúc gióng này nhá, đánh xúc gióng. Xúc kép 50 hàng gióng đánh được. Đánh hàng bãi đuối. Đánh hàng bãi đuối. Con này em nói luôn nhá, đánh hàng bãi đuối. Thứ hai nữa là cái tủ máy 10U. Tủ này là tủ máy 10U giá 1 triệu, giá tại cửa hàng chưa ship. Đấy, hết. Được chưa? Với thứ ba nữa là tiếp theo nữa là có cái đôi 715. Đôi này thanh lý hộ. Em thật ra em không muốn quay đâu, nhưng mà cái này thanh lý hộ. Đấy. JBL SX 715 340 tới 2100 tép 750. Con này thì sẽ tháo và review sau. Giá đọc luôn cho các bác là vào 4 triệu. 4 triệu. Thôi nãy các bác là 3 triệu rưỡi. Nha, 3 triệu rưỡi giá tại cửa hàng chưa ship. 3 triệu rưỡi 715. Rẻ như cho, thanh lý bán hộ thôi không đánh nhiều. Đấy. Còn đây. Đôi này thì có khách lấy vỏ rồi. Đôi này không kể, đôi này em không kể đâu. Nha. 715 giá tại cửa hàng là 3 triệu rưỡi. Được chưa? Đó. Thì hiện tại nó có từng này hàng nha. Các bác nào cần cái món gì thì hẹn trực tiếp nha. Em vẫn hỗ trợ nhiệt tình cho anh em thợ ở đám cưới nhá. Tí nữa là phải bê cái dây này sang bên kia để đo cân pha, làm pha rồi là matching cho nó đều với nhau. Đây là không nhiều thời gian đâu. Nên các bác nào cần cái gì thì liên hệ thôi. Đấy, ProSell. Đó. Đấy. Đây, thùng đây nhá. Xúc bãi đây. Giá 9 triệu một đôi, bao ship. Hỗ trợ gửi xe thôi, chứ còn gửi bưu điện thì con này em xin thêm 500, em không nói lời thứ ba đâu. Em chỉ nói lời thứ nhất, lời thứ hai thôi. Lời thứ hai là lời đang nhắc lại, còn lời thứ nhất là lời thông báo. Đấy. Con này là sơn sần không kiểu là sần cát nhưng mà hạt nó mịn. Hạt là hạt nó to. Gọi là sơn mịn cũng được nhưng mà sơn này nó dai lắm. Nó không như cái sơn hàng này đâu, sơn hàng này nó bình thường. Còn loại sơn này nó dai lắm.
lấy búa gõ rồi là cày kiếc xước xiếc các kiểu này, mãi bắt đầu nó xước, nhưng mà hàng bãi nó về nó xước ít này, này, này chứng tỏ là thùng nó rất là tốt này. Thùng con này gỗ dán nhá, các bạn nhìn thấy thớ gỗ này này, có súng kém này cũng thế, gỗ dán luôn. Nên là các bác nào cứ chê nhà tình đi, chê xong lại mua là bình thường, cứ chê xong mua nhỉ, cứ chê xong lại mua. Nên em bán hàng nó như thế. Ok, các bạn nào quan tâm cái gì thì để trực tiếp nhá. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau, có gì hay tiếp tục để quay review toàn thể các bác. Lâu lắm mới về được ít hàng này. Còn hôm trước là cho xúc kép đi mượn đẩy đánh, đẩy đi mượn à, tức là cho mượn này. Đấy, bây giờ chưa thèm đòi mà hàng vẫn cứ về đều 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 này, cứ vài ba ngày về một lần. Hôm trước thì em định kéo cái hàng này về rồi nhưng bận quá, xong lại đến hôm nay thì lại còn bận hơn cả hôm trước. Đấy, lại kéo hàng về, không hiểu kiểu gì. Ok, thì thông báo với các bác là thế nhá. Các bác nào cần cái gì thì hẹn trực tiếp nhá. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau.